Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người Việt Nam, nghĩ về Bác, viết về Bác luôn trào dâng những cảm xúc chân thành và sâu sắc. Chính vì thế mà những lời thơ, những nốt nhạc viết về người, đó là sự thăng hoa của cảm xúc, của sự kính trọng, yêu thương và biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ mà cả dân tộc yêu mến gọi cha. Trong chương trình Tác giả tác phẩm ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những xúc cảm như thế của nhà báo, nhạc sĩ Kiều Tấn qua ca khúc Về thăm quê Bác làng Sen, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Mai Quang Trung. Bài thơ đã vượt qua hơn 1.200 bài dự thi để đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác thơ về Bác nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của người. Ngay sau đó, ca khúc nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bởi chất trữ tình sâu lắng của âm điệu vọng cổ, cải lương, một thể loại âm nhạc dân gian mà người miền Nam rất tự hào và yêu thích. Hơn thế nữa, bởi ca khúc dường như đã nói hộ được tình người miền Nam đối với Bác. Có sự vui sướng, xen lẫn bùi ngùi, như đứa con xa lâu ngày được về thăm nơi chôn rau cắt rốn. Có sự xúc động, đang cố nén kìm, thương nhớ Bác. Làng Sen vẫn đây, còn in dấu những ngày cậu bé Nguyễn Sinh Cung vừa chăn trâu vừa say mê đọc sách. Vẫn còn đây, khung cửi dệt đơn sơ, mái nhà tranh giản dị. Từ làng Sen, làng chùa, người đã lớn lên trong lời ru của mẹ, trong câu hát phường vải của quê hương. Từ cốt cách của một nhà nho thanh bần, giàu lòng bác ái. Từ đức cần cù chịu khó của người dân xứ Nghệ. Người đã bôn ba khắp năm châu để tìm ra chân lý cho dân tộc Việt Nam độc lập tự do. Mấy mươi năm người đi xa, hôm nay về quê Bác vẫn đau đáu trong lòng chúng con về ước vọng tha thiết của người được vào thăm đồng bào miền Nam. Lời ca như tấm lòng của chúng con thương nhớ Bác vô cùng. Bác đã hy sinh tình riêng cho non sông gấm vóc, tình cảm nhớ thương với người cha đã hòa trong bản trường ca vĩ đại về Tổ quốc. Ca từ như thoáng ngưng lại để mạch cảm xúc âm nhạc được tuôn trào như một khát khao được bày tỏ. Truyền cánh liễu lo, cháu về
Kiều Tấn và nhà thơ Mai Quang Trung, thì tôi thấy rằng cái bài thơ này đã được nhạc sĩ chấp cánh cho rồi. Hai tác giả đều là người miền Nam cả, và họ ra thăm quê bác, họ đã một người thì sáng tác được bài thơ và một người sáng tác bản nhạc cho thơ, nhạc cho thơ đó. Thì tôi thấy bài thơ và bản nhạc đó nó quyện hòa với nhau, và đồng thời như là nhạc chấp cánh cho thơ, trong đó mang mát cái tình nghĩa của người miền Nam, những đứa con miền Nam đối với bác. Nghe bài hát về thăm quê bác Lạng Sơn của Kiều Tấn thì tôi thấy có một cái cảm nhận khác rất là đặc biệt. Trước hết là tôi muốn nói là cái lời ca của Mai Quang Trung, thì trong cái lời ca đã nêu lên được rất nhiều nét điển hình về quê bác, ví dụ như cây đa giếng nước, rồi thì đặc biệt đó là cái hàng dâm bụt của vườn bác còn được đưa vào trong thơ. Bác là lời ca của muôn đời, bác là chân lý sáng ngời Việt Nam. Thì với cái kết luận đó phải nói rằng là nêu lên được cái hình ảnh vĩ đại của bác Hồ đối với dân tộc. Khi Kiều Tấn phổ nhạc thì tôi thấy rằng là đã chấp cánh cái bài thơ này có một cái sức lan tỏa rất là rộng. Bởi vì Kiều Tấn đã sử dụng một cái chất liệu dân gian với cái chất giọng của dân ca đồng bằng sông nước, thì tôi thấy rằng là sự kết hợp rất nhuần nhuyễn, rất hài hòa để làm nên một cái bản nhạc rất là giá diết, rất là tình cảm. Nhà báo, nhạc sĩ Kiều Tấn, hiện là trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vừa làm báo vừa sáng tác nhạc. Nhiều người biết đến anh không chỉ ở khả năng sáng tác hay những chương trình truyền hình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, vân vân, mà còn ở những công trình nghiên cứu khoa học về âm nhạc truyền thống Việt Nam, nhất là về vọng cổ, cải lương và nhạc tài tử Nam Bộ. Chính sự đam mê và gắn bó này mà anh đã thừa nhận khi sáng tác, anh đã chịu ảnh hưởng của giai điệu và ca từ từ vọng cổ, cải lương, nên âm nhạc của anh có chút gì đó man mác nội tâm. Bắt đầu sáng tác từ năm 1968 khi anh mới 14 tuổi, đến nay gia tài của Kiều Tấn đã có hàng trăm ca khúc. Về âm nhạc thì tác giả cũng đã có một cái dày công là đưa cái điệu thức của dân ca Nam Bộ và điệu thức của dân ca xứ Nghệ vào với nhau để tạo thành một ca khúc. Nghe khi thì rất xứ Nghệ, nghe khi thì rất là miền Nam. Khi nghe xong chúng ta cảm giác thấy là đây là một bài thơ. Thế nhưng mà bài thơ đã được phổ nhạc. Và bài thơ phổ nhạc này á, thì rất là thú vị, là cái chỗ nó quyện với nhau, nó không xa rời cái giữa thơ và nhạc. Cho nên khi nghe qua thì chúng ta cảm có nhiều cái suy nghĩ. Bác Hồ khi còn sống vẫn luôn luôn nhớ tới miền Nam. Nhưng một cái cảm giác thứ hai là người miền Nam luôn luôn hướng về Bác Hồ. Thì đấy là cái đặc điểm trong bài hát này. Chính vì thế cho nên âm nhạc cũng tôn vinh cái lời ca đó lên thành một ca khúc mà chúng ta cảm thấy nghe rất êm dịu, dịu dàng, và đồng thời nó có một cái gì lưu luyến, quý mến. Thưa quý vị và các bạn, được viết về Bác, được sáng tác về Bác là niềm hạnh phúc lớn lao đối với mỗi nhạc sĩ, nhưng đồng thời cũng là một thách thức. Với nhạc sĩ Kiều Tấn, anh sáng tác về thăm quê Bác Làng Sen khi chưa được đến quê Bác, nhưng anh đã bắt gặp, đã đồng cảm với những rung động của tác giả thơ Mai Quang Trung và rất nhiều những người con đất Việt khi về thăm quê hương của người, để cứ thế tuôn chảy những giai điệu và lời ca làm xúc động lòng người. Ca khúc đã được nhạc sĩ chỉnh sửa sau khi anh được về xứ Nghệ, về nơi Bác đã sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt tuổi ấu thơ. Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức trọn vẹn ca khúc này.